Ui, lên cái đầu chà bá luôn. Wow, đã chưa? Ui, có vẻ lắm mọi người ơi, có vẻ lắm. Có vẻ to lắm. Quá to lắm mọi người ơi. Ui. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Rồi hôm nay mình tiếp tục đi câu lưng sông. Hôm nay mình có ghé ra cái đoạn sông mấy tập trước mình có câu được lưng khủng nè. Cái chỗ cái hang lương mà mình câu nó bị sứt mép á, thì một tuần sau mình ra mình câu được con sáo lạng á, thì hôm nay mình ra đây để mình tìm hang câu. Thì nước sông hôm nay rút khá là nhiều mọi người nè, rút trống hết mấy cây lùm mai dương luôn, nhìn địa hình rất là trống trải luôn nha, rất là đẹp. Thì hôm nay mình ra đây để mình tìm hang, thì hy vọng hôm nay cũng có lương khủng kéo cho anh em mọi người xem nha, có nhiều nhiều lương kéo cho anh em mọi người xem. Thì mấy lần trước thì cũng may mắn lắm mọi người, thì cũng câu được cũng khá nhiều lương to. Thì hôm nay ra đây thì lát nữa mình cũng có ghé lại cái hang hôm trước mình có câu sức mép á, thì sau đợt nước này không biết là có con nó vào rồi chưa. Rồi thì bây giờ mình đi dọc mình tìm hang nha, có mình câu anh em mọi người xem luôn nha. Rồi dưới đây mình có tìm được cái hang này, hang cũng nhỏ nhỏ mọi người ơi. Cái miệng hang thì cũng nhỏ nè, nên mình vạch mình xem sao. Đôi khi thấy cái miệng hang nhỏ nhỏ nhưng mà lương to nha. Ui, ui, ai, quá, trời ơi, nó làm cái đuôi luôn mọi người. Bao lớn. Ui thả rồi. Ui sao nó giật xuống. Nó giật xuống nó còn nguyên màu ta. Ê, lên lại nè. Bao lớn mà nó ngậm vào nó thả ha. Ui, trọng trọng mọi người. Cũng được, trọng trọng. Cái này là ngon rồi. Ui, quán đũa cài. À, để mình đưa lại. Quán đũa cài. Trời, quán vô cây cỏ không tài mình gỡ mình được nữa chứ. Con cỡ này cũng ngon mọi người, trọng trọng. Hang nhỏ nhưng mà lương cỡ này thì cũng được rồi. Con cỡ này cũng được. Còn cái này nhủ sao cái đào róc lóc mà ta. Rồi, để mình cho nó vào túi mình tìm hang tiếp mọi người. Cỡ này cũng ngon nè. Rồi, dưới đây mình có tìm được cái hang này. Hang to lắm mọi người ơi. Hang này nó bạ vô cái đống đống cây bắp đây. Đây có vỏ ốc này. Ui. Ui mình mới thấy nó ụp một cái nè mọi người. Mới thấy nó ụp một cái. Nó ụp nước này. Mới thấy nó ụp nước một cái này. Ui lên này. Ui ngon, to mọi người ơi. Ui. Ý mà mình thấy nó ực nước nè. Đã chưa? Wow. Con này ngon nha mọi người nha. Ui lên cái đầu chà bá luôn. Wow, đã chưa? Ui sướng. Ui. Ngắm bị trượt con bay. Lên lại đó. Ngầm bị trượt con bay cái đó. Bung. Ui. Trời ơi, giật cái đuôi. Wow, ngon quá mọi người ơi. Nó giật cái đuôi vắt. Ui, ngon. Ôi, đứt. Ui. Đóng bếp nó giật cái đuôi vắt. Đã ghê nha. Cái này ngon mọi người.
nó đóng vô cái mép dưới, đóng vô cái mép phát cái bắt đầu giật cái đùi xuống phát đạm cái tay gì đó luôn đã đấy còn mới nãy. Ui, ngon nha, cái này là hấp dẫn rồi nè. Cái hang á nằm bà bạ vô cái đống cây bắp đây mọi người nè, cái dọc bờ đây là nó có cái đống cây bắp này nó bà bạ vô đó. Ui, đây. Rồi đi mình cho nó vào túi nha mọi người nha, cho nó vào túi mình dọc dọc mình tìm hang tiếp nha. Lường trọng trọng cái này mà có điều điều kéo miết là ngon, sau bấy con là có công ngon lành ở đây. Rồi để mình tiếp tục mình tìm hang nha. Rồi dưới này mình mới tìm được cái hang nữa nè, hang cũng trọng trọng mà đẹp lắm mọi người. Ui ui mọi người thấy nó hút xuống chưa? Này cô vỏ ốc này, vỏ ốc quá trời luôn này. Nó chực đâu chỗ đây này, mình vừa để cái tay vào con nó động hút lên nghe chưa. Đây này, wow. Ui nó chụp nó rút đã nghe. Nhớ trên lầy anh táp cặp bạch nghe mà. Ui thả rồi. Quá nó lên luôn nè. Rồi đi mình móc màu khác nha. Ui, rút xuống nghe mà nó thả nó nuốt hết con màu luôn ta. Bao to mà nó chụp không thấy ta. Ui đạm tay đó, đạm tay mọi người ơi. Ui ngon, ui ngon mọi người. Ui cái này quá ngon luôn. Ui mất được cái tay vào. Ngọc nước xuống thấy là mê rồi. Wow, ui, cái này quá ngon. Cái này là ngon quá rồi. Trọng trọng hấp dẫn nha. Ừ, mới vừa để cái tay chuẩn bị mình sang màu vào quá. Anh chật sẵn lại ngay chỗ đó cái ụt cái nước xuống thấy hấp dẫn liền thôi. Ngon quá mọi người ơi. Rồi, để mình cho nó vào túi mình tìm hang tiếp nha. Mấy đường hang nằm sát mấy cái địa nước này, chứ cứ rút xuống là lộ ra mấy đường hang đẹp lắm. Rồi, để mình cho nó vào túi mình tìm hang tiếp nha. Rồi dưới đây mình mới tìm được cái hang nữa nè. Hang này thấy cũng to lắm mọi người ơi. Ồ, hang này cũng to lắm nha. To đớp lưng khủng. Ui, ui thấy lành nước này. Mới thấy nó lành nước ngay nè. Đó. Wow. Ui nó làm cái bạch. Wow, nó làm cái bạch mọi người. Ghê chưa. Ui có vẻ, có vẻ, có vẻ. Ui cũng được mọi người, trọng trọng. Tưởng chắc cũng khủng lắm á nghe, trọng trọng thôi. Ui nó làm cái bạch nghe cũng sướng chứ. Rồi vào. Nó làm cái bạch nghe cũng đã nghe. Ôi mình vừa để vô mình thấy nó ực lên ực xuống mà. Cả đó ngon mọi người ơi. Cái đó là ngon rồi, trọng trọng cái này. Lưu lưu hôm nay điều trọng trọng không ta. Hôm nay điều trọng trọng không nè. Ngon nghe. Nó làm cái bạch nghe cũng sướng chứ, tưởng chắc cũng đụng hàng khủng hơn mọi người. Cái hàng đẹp quá mà. Rồi để mình cho nó vào túi nghe mọi người nha. Rồi dưới đây mình mới vạch được cái hang nữa nè. Hang đẹp lắm mọi người. Tròn tròn nhìn hấp dẫn lắm nha. Mấy hang nhìn đã đây.
Ui đớp mọi người, đớp này. Ui không thấy nó lành mà đớp liền hết chưa. Có lý đây mà bị bảo to đây. Ui thả rồi. Thả rồi. Ui có vẻ lắm mọi người ơi, có vẻ lắm. Có vẻ to lắm. Ui. Ui ui. Ui ui con này có vẻ to rồi. Ui đã mập trành. Ui đã mập trành mọi người. Ui cho nó không lạnh. Ui to to to. Ui to mọi người ơi. Ui to. Ui to hơn cái hang luôn. Ui khủng mọi người ơi. Không 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 không. Ui khủng nè. Wow đã chưa. Ngon lành mọi người ơi. Để mình chia sẻ này mọi người xem nha. Mọi người ơi. Ui đã chưa. Ui con này nó múc rập luôn mọi người ơi. Ui nó to hơn cái hang luôn mà. Ui đúng đã luôn. Quá đạt mọi người. Ôi cảm giác thiệt là sướng luôn. Thấy cái hàng quá đẹp luôn mọi người. Quá, ngon nha, con nó trồng quay mà nó múp rập đó mọi người ơi. Đã. Con này nó tròn mà nó to nữa chứ. Hôm nay lại trúng bữa lường nữa mọi người ơi. Đúng đã luôn. Rồi vào. Ui, hôm nay là ngon lành. Bảo phong thủy của mình lại có lường đựng nữa rồi. Lại có lường khổng kéo. Rồi thì mình chia sẻ lại cái hang anh em mọi người xem. Một cái hang nó xíu xíu. Hang cũng trồng quai luôn mọi người. Ui đã chưa. Một cái hang đẹp ghê vẫn đâu. Rồi ngon lành nha mọi người nha. Này lại có hàng khủng kéo anh em mọi người xem nữa. Làm được mấy em trồng trọng nó đóng được em khủng đó là đúng đã luôn rồi. Rồi để mình cho nó vào, mình nhúng tí nước rồi mình đi dọc dọc mình tìm hang tiếp nha mọi người nha. Rồi dưới đây là cái hang hôm trước mình có cao được con 6 lạng nè mọi người. Con lươn bị sức mép mà tuần sau mình ra mình cao được á. Đây cái đường hang là 500. Ui mình mới thấy nó ụt một cái nè mọi người. Ê, cái đường hang nó nằm trong này, bữa nay nó có một cái lỗ ngoài đây này. Ui nó mới, mình mới thấy nó. Mình mới thấy nó ụp một cái đó. Ui có nữa mọi người ơi. Mình nhớ cái này không? Thấy nó hụt nước xuống một cái mà. Ui mình thấy nó hút lên hút xuống này. Trời ơi, nó làm cái bạch. Ui bao to mà nó làm ngay ghê ta. Ui bao to đây. Có vẻ đạm lắm mọi người ơi. Ui nó chật đủ đuổi vậy. Đang mập dưới chà chét nè. Ui ui ui. Ui tụt tay tụt tay. Ui tụt tay mọi người ơi. Ui lại khủng nữa rồi. Ui lại khủng nữa rồi. Ui to lắm mọi người ơi. Ui làm sao đây, làm sao nó lên đây. Ui cái dây câu mình để trên rồi. Cái dây câu mình để trên nó không móc được cái miệng đó mọi người ơi. Ui dính gì bị rớt mép lắm. Quá to lắm mọi người ơi. Ui. Ui. Ui vậy luôn to lắm. Trời ơi. Cái dây câu mình để trên. Trời ơi nó to. Quá. Mọi người ơi, sao cái hang này mình chơi không được ta. Ui, trời ơi, nó to lắm mọi người ơi. Ui, con này chắc không mang lại rồi. Quá trời ơi, nó... Ừ, mình rung nó luôn mọi người ơi. Lại bị làm nơi lằn nữa rồi.
Ui. Ui không biết là nó đang lại hay không đây. Ui nó to lắm. Con này chắc khó chơi đây mọi người, rớt mất nữa rồi. Rớt mép nữa rồi. Rồi thua nó luôn rồi mọi người ơi. Xe lại nãy giờ mà nó cũng không mang là không mang. Ui trời, nó lên trong cái miệng hang nó nhỏ mà nó lên nó dính. Nó đông xéo xéo cái mép dưới. Mà đông xéo nó ruột nó riết xuống là bứt luôn á chứ. Thiệt tình nãy giờ mình có móc con nhái mình câu lại mà nó không mang là không mang này. Thôi, một cái hang này xui ghê mọi người ơi. Lần trước mình cũng bị sải rồi. Lần trước cũng bị sải rồi bác lại. Không biết cái chuyến này ra sao đây. Thôi chắc mình cũng hạn nó. Hạn nó thời gian sau mình ra mình câu lại ra sao mọi người ơi. Ui nó lên nó ló cái miệng cỡ đó rồi mà rốt cuộc ra nó bị mắc vướng cái dây nó không lên được. Đây mà có cái gì cao nữa là mình móc vô được ngon luôn á. Thôi mình đi tìm hang khác nha. Rồi kết quả của ngày hôm nay đây mọi người ơi. Sải con lươn đó rồi cứ xong luôn. Mình đi câu nó cũng không có nữa. Trời nắng vả quá mà. Bất không bắt được con lươn đó rồi quay luôn rồi. Này được 4-5 con rồi thôi. Có được một con to này. Năm con. Có được một con to này. Nếu mà bắt được con kia nữa là ngon này. Con kia to ghê luôn. Rốt cuộc lâu lên bất tắc. Quay. Không, lâu lên hàng nhỏ quá, lâu lên mình nó dính mỏng quá mà. Lâu tuột tay luôn á. Cái hàng hôm trước mình câu được to con. To hơn con đây luôn hả? To hơn nhiều. Hàng hôm trước câu được con sáu lạng á. Con mình xích mép mình câu lại nó ăn đó. Lâu không lên là không lên luôn rồi. Có cuộc không bắt được cái bầu rách rồi. Lấy cái bầu nhái của anh kia nè. Cái bầu nhái đó đó. Không bắt được con lươn đó rồi có xong luôn rồi. Con này thấy vậy mình to nha, nó hơi nhát rồi. Căng trước đây luôn hả? Ừ, căng trước luôn nha. Con này cũng hơi nhát. Con kia lấy cái miệng đấy, ớt cái miệng chả bá luôn. Chưa. 4 lần rưỡi. Con to được 4 lần rưỡi mọi người. Càng thấy được mấy lần. Ký mốc hơn ký mốc xí ký mốc cho được ký mốc. Ủa như cũng đỡ mọi người. Nếu mà làm được con kia nữa là hôm nay trúng à, không hôm nay cũng trúng mánh rồi. Rốt cuộc ra không bác được nó là cũng xong luôn. Lương hôm nay thì được có được con nó to, còn mấy con này thì cũng trọng trọng mọi người. Lương cả trọng trọng cái này là không sao bộ cái đầu này nữa. Ôi quên buồn cái đầu. To con này nó ở trong cái hang nhỏ thôi mà lên lương chà bá. Còn mấy con này trọng trọng cái này ngon, lương trọng trọng cái này ngon không à, như cũng tạm ổn rồi mọi người ơi. Làm được em khủng kia nữa là mới đúng ngon luôn mà rốt cuộc không bắt được. Đây cái mẻ lương khủng của mình mấy tập vừa đầu đây cũng ngon, cũng còn nằm ăn thùng mà chưa bán được mọi người. Con kia nám mấy cái chỗ đây là mình nám chặt quá, bây giờ nó tróc rồi thấy mà. Nám chặt quá nó đừ rồi. Thì hôm nay thì cũng tạm ổn nha mọi người nha. Thì cũng không được may mắn trọn vẹn lắm, nếu bác được con lươn kia thì cũng đỡ lắm mà không được may mắn lắm thì thôi mình cũng thời gian sau mình ra mình câu lại tí nay hay không. À, thì đến đây mình cũng kết thúc video nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem ủng hộ cho mình. Rồi, hẹn anh em và mọi người ở video lần sau nha.